Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin bắt đầu chia sẻ tiếp một cái chủ đề liên quan đến chất lượng. Thì đây là cái chủ đề được rất nhiều các bạn đang hỏi mình ở trên các diễn đàn hoặc là trên cái trang của YouTube. Cái vốn từ về cái chủ đề về chất lượng này thực ra là để mà nói thì nó thực sự rất là rộng. Thì trong video ngày hôm nay mình xin phép được chia sẻ với các bạn một số từ vựng quan trọng và thường dùng trong các công ty hoặc công xưởng của Trung Quốc hoặc Đài Loan. Thì cái mảng chất lượng này sẽ chia ra theo cái lĩnh vực mà cái gọi là cái công việc của các bạn, đặc thù của các bạn thì nó sẽ có một cái từ vựng nó khác nhau. Cho nên mình xin phép được chia sẻ chung chung một số cái từ vựng quan trọng cho các bạn. Chúng ta bắt đầu luôn nhé. Từ thứ nhất đó chính là từ tự chèn. Tự chèn, tự chèn, tự chèn. Ở đây tự có nghĩa là chất, chèn chèn ở đây có nghĩa là kiểm. Vậy thì tự chèn, tự chèn ở đây thì nói chung chung là từ QC hoặc là từ gọi là những người gọi là quản lý chất lượng đấy thì gọi là tự chèn. Từ số 2 là từ tự chèn nguyên, tự chèn nguyên, tự chèn. Tự chèn ở đây có nghĩa là QC rồi, là quản lý chất lượng rồi. Vậy thì nguyên là viên này, nguyên viết tắt trong từ rấn nguyên đấy, tức là rấn nguyên là nhân viên đấy. Vậy thì tự chèn nguyên ghép lại sẽ là nhân viên QC, gọi là nhân viên kiểm tra chất lượng. Từ số 3 là từ phẩm chất, phẩm chất ở đây thường là chữ này gọi là chữ, thực ra đó là chữ nha các bạn nhé. Phẩm chất, phẩm chất, phẩm chất ở đây có nghĩa là chất lượng. Vậy thì đã có chất lượng rồi thì sẽ có một bộ phận chất lượng. Vậy thì bộ phận chất lượng sẽ nói là phẩm chất bộ, phẩm chất bộ, phẩm chất bộ, phẩm chất có nghĩa là chất lượng và bộ có nghĩa là bộ phận. Phẩm chất bộ có nghĩa là bộ phận chất lượng. Từ số 5 là từ phẩm bảo bộ, phẩm bảo bộ, phẩm bảo bộ. Hai thanh ba ghép lại với nhau thì thanh vế đầu sẽ đọc thành thanh hai và thành thanh sắt. Phẩm bảo bộ, phẩm bảo, phẩm chất, phẩm chất bộ với cả cái phím bảo bộ đây, nó là hai cái cũng được gọi là cái bộ phận chất lượng, nhưng mà cái phím sự nó chỉ là chung chung, còn phím bảo là bảo quản bảo vệ cái chất lượng, tức là giữ gìn cái chất lượng cho cái một cái công ty nào đó. Từ số 6 là từ quản lý, quản lý, quản lý. Hai thanh ba ghép lại nhau thì thanh vế đầu sẽ đọc thành thanh hai. Quản lý có nghĩa là quản lý đấy. Các bạn thấy giống từ Hán Việt không? Quản lý đấy. Từ số 7 là từ quản lý nhân viên. Quản lý nhân viên. Quản lý là quản lý, còn là quản lý thôi nhé. Vậy thì nhân viên ở đây có nghĩa là nhân viên. Quản lý nhân viên ở đây có nghĩa là nhân viên quản lý. À, mình xin lỗi nhé, mình đang bị hơi sổ xít một chút nên phát âm nhiều khi không chuẩn, mong bạn thông cảm. Các bạn sang từ số 8 là từ kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra, kiểm tra, đây có nghĩa là kiểm tra. Từ số 9 là từ ngoại quan, ngoại quan, ngoại quan. Why là ngoài, quan là quan sát. Vậy thì why, why, quan có nghĩa là ngoại quan. Từ số 10 là từ yang pin, yang pin, yang pin. Yang pin ở đây có nghĩa là mẫu hoặc gọi là sản phẩm mẫu. Đó. Tả yang tức là làm hàng mẫu đấy. Tả yang.
Tương tự ta sẽ có một từ số 11 là từ chỉ yang, chỉ yang, chỉ yang. Chỉ ở đây có nghĩa là rút, lấy. Chỉ yang có nghĩa là lấy mẫu. Từ số 12 là từ chuyển chèn, chuyển chèn, chuyển chèn. Chuyển là tất, toàn bộ, chèn là kiểm. Vậy thì chuyển chèn có nghĩa là kiểm tra toàn bộ. Vậy thì trái ngược với chuyển chèn thì ta sẽ có từ rút kiểm. Vậy thì rút kiểm sẽ là từ châu chèn, châu chèn, châu chèn. Châu là rút, là bốc. Chèn là kiểm. Vậy thì châu chèn có nghĩa là kiểm tra xác suất, hay chúng ta gọi là rút kiểm đấy. Rút kiểm theo cái gọi là AQL đấy. Các bạn sang từ số 14 là từ lẻng pin, lẻng pin, lẻng pin. Và đối với nó sẽ là từ hở cửa pin, hở cửa pin, hở cửa pin. Lẻng pin có nghĩa là hàng ok, hàng đạt. Hay, và từ hở cửa pin cũng là hàng đạt. Từ số 15 là từ tai chén pin. Tai, mình xin lỗi. Tai chén pin. Tai chén pin. Tai là đợi chờ đấy. Chén, ở đây chén có nghĩa là kiểm. Pin nghĩa là sản phẩm, là phẩm đấy. Vậy thì tai chén pin ở đây có nghĩa là hàng chờ kiểm tra. Từ số 16 là từ bù lẻng pin, bù lẻng pin. Và đối với nó sẽ là từ bù hở cửa pin, bù hở cửa pin. Và hai từ này là từ bù lẻng pin và bù hở cửa pin. Ở đây có nghĩa là hàng NG, hay là cái hàng gọi là hàng không đạt ấy. Từ số 17 là từ chứng pin, chứng pin, chứng pin. Chứng pin ở đây có nghĩa là chứng là thành mà pin là phẩm. Vậy thì chứng pin nghĩa là thành phẩm. Từ số 18 là từ ban, ban chứng pin, ban chứng pin, ban chứng pin. Ban ở đây có nghĩa là nửa, chứng là thành, pin là phẩm. Vậy thì nửa thành phẩm có nghĩa là gọi là chúng ta hay gọi là bán thành phẩm đấy, bán thành phẩm nhé. Từ số 19 là từ hợ su, hợ su, hợ su. Hợ là hai từ này là từ viết tắt về từ hợ hu và từ thấu su. Hợ đây có nghĩa là hợ là khách nhé, su là khiếu. Vậy thì hợ su có nghĩa là khiếu nại của khách hàng. Các bạn sang từ số 20 là từ hợ hu, hợ hu. Hợ hu mình vừa giải thích rồi, từ số 19 đấy. Hợ hu nghĩa là khách hàng. Và viết tắt từ thứ hai của nó là từ thấu su, thấu su. Thấu là đầu, su là khiếu. Vậy thì thấu su ở đây có nghĩa là phản ánh hoặc là khiếu nại. Thường thường cái này tôi dành cho khách hàng nhiều hơn các bạn nhé. Thấu su khách hàng gọi là khơ hu thấu su, thì gọi là khách hàng thấu su, khách hàng gọi là khiếu nại đó. Và các bạn một số các bạn làm gửi mail rồi khách hàng claim đấy cũng gọi là thấu thấu su. Từ số 22 là từ treo chuẩn, treo chuẩn, treo chuẩn. Treo chuẩn có nghĩa là hiệu chuẩn. Treo ở đây là hiệu này, chuẩn là chuẩn. Vậy thì treo chuẩn ở đây có nghĩa là hiệu chuẩn. Trong quá trình mình phát âm video, phát âm từ vựng thì nhiều khi là mình phát âm không được chuẩn xác, mong rất mong các bạn thông cảm. Vì đây là mình vốn từ vựng hầu như là mình tự học và tự mày mò, cho nên là hy vọng là có thể giúp đỡ các bạn phần nào trong quá trình học tập cũng như là làm việc trong các công ty của Trung Quốc Đài Loan. Các bạn sang từ số 23 là từ
标签，标签，标签，标签，啊，这个也啦，给 tem 啊，标签。À, tương tự chúng ta sẽ có từ gọi từ từ số 24 là từ biểu thị, biểu thị, biểu thị, và từ đối với nó là, sẽ là từ thiết biểu, thiết biểu, thiết biểu. Từ biểu thị, biểu là tem này, thị là thị này, hiển thị đấy. Từ bên cạnh là từ thiết đây, từ thiết vậy thì là dán, biểu nghĩa là là biểu thị đấy, biểu là cái tem đấy. Vậy thì biểu thị và thiết biểu ở đây có nghĩa là biểu thị hoặc đánh dấu hoặc dán tem, nó rất nhiều nghĩa nha bạn nhé. Từ số 25 là từ u cha, u cha, u cha, u cha, u là ngộ, cha là lệch. Vậy thì u cha có nghĩa là sai số. Các bạn sang từ số 26 là từ chiếu chân chua sư, chiếu chân chua sư, chiếu chân chua sư, chiếu chân chua sư có nghĩa là cái hành động khắc phục. Cái này hành động khắc phục thì nó thường ở trong cái gọi là cái báo cáo 8D, tức là cái báo cáo cải thiện của các khi mà các bạn khách hàng phản ánh vấn vấn đề gọi thấu xu, tức là khiếu nại claim một cái vấn đề gì đó về hàng hóa hoặc là về thành phẩm hoặc là những cái nguyên vật liệu gì đấy vân vân, thì các bạn sẽ có một cái mục gọi là chiêu trông chua sự, có nghĩa là cái hành động khắc phục. Từ số 27 là từ liệu chu yuan in, liệu chu yuan in, liệu chu là tức là lọt ra, nó ra đấy. Nguyên in là nguyên nhân. Vậy thì liệu chu nguyên in có nghĩa là nguyên nhân để lọt lỗi. Từ số 28 là từ pha sân nguyên in, pha sân nguyên in, pha sân ở đây có nghĩa là phát sinh, nguyên in nghĩa là nguyên nhân. Vậy thì pha sân nguyên in có nghĩa là nguyên nhân phát sinh. Từ số 29 là từ cải sạn báo cáo, cải sạn báo cáo, cải sạn là cải thiện, hoặc là các bạn cũng có thể dùng từ cải chin cũng được, cải chin là cải tiến, cải sạn và báo cáo có nghĩa là báo cáo rồi. Ở đây thì chúng ta đọc là cải sạn báo cáo có nghĩa là báo cáo cải thiện. Thì cái mục báo cáo cải thiện này sẽ bao gồm cái phần 28, 27 và 26 này, thì nó sẽ có phân tích những cái gọi là phát sinh nguyên nhân này, rồi là nguyên nhân để lọt lỗi này, hoặc là hành động khắc phục này. Những cái này sẽ thường dùng cho các bạn làm về QE hoặc là QA, thì các bạn sẽ phải làm những cái hạng mục như thế này vân vân. Một số các công ty điện tử cũng hoặc là một số công ty mà làm về màng hoặc tép thì cũng sẽ có những cái thường xuyên phải biết những cái gọi là những cái tài sản báo cáo này. Từ số 30 là từ tùy chờ, tùy chờ, tùy chờ. Tùy chờ đây thì các bạn nào làm QC chắc hẳn các bạn không thể không còn lạ lẫm gì cái gọi cái tùy chờ này. Tùy chờ có nghĩa là cái đối sách ngăn ngừa đấy. Và từ cuối cùng mình muốn chia sẻ với các bạn là trong buổi tối hôm nay là từ chơi su, chơi su, truy su, truy su có nghĩa là truy xuất. Ok, như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn khoảng tầm 31 từ liên quan đến cái chủ đề quản lý chất lượng sản phẩm. Thì trong quá trình làm video mình có một số từ vựng nó không được chuẩn xác hoặc là mình có phát âm thì nó không được đúng, thì mong các bạn thông cảm. Và video này mình làm mục đích để chia sẻ cho các bạn, thì hy vọng là các bạn nếu mà cảm thấy hay các bạn đừng tiếc một like cho mình nhé, nhớ đăng ký kênh và bấm nút chuông để ủng hộ cho mình. Một tối mình sẽ ra một cái video chia sẻ một số vốn từ vựng liên quan đến cái một số chủ đề về văn phòng nữa. Một nữa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye bye.